Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mấy em nghe tiếng hỏi như hỏi sư phụ có nhận nuôi gì không, con đụng cho sư phụ rồi nói thôi thì con cứ làm đi, mình nuôi chúng mình nghĩ là nuôi giúp xã hội thôi. Mọi người ơi, bây giờ thì Thư với Cát với anh Thụy là vừa gặp sư cô xong, lạy Phật xong và cũng đã trao lại số tiền, một chút tiền mà các anh chị, các bạn đã hùng nhau lại để quyên góp phụ cho chùa xây lại. Theo Thư thấy thì là cần rất là nhiều tiền để có thể xây lại, bởi vì là hầu như là đã bị hư hại hết và chùa thì cũng đã xuống cấp rất là nhiều. Bây giờ thì Thư với Cát sẽ đi qua Long Xuyên. Và nếu mà mọi người có muốn quyên góp, ủng hộ để xây chùa thì mọi người hãy làm gì con? Mọi người nếu muốn đi được gửi tiền cho chùa thì hãy coi dưới phần mô tả, mẹ con sẽ ghi số điện thoại và địa chỉ. Thư sẽ ghi rõ cái địa chỉ và cái số điện thoại của sư cô để mọi người xem cái clip này á, thì mọi người sẽ thấy được. Và nếu mà có duyên và có lòng thì mọi người có thể liên hệ sư cô và ủng hộ sư cô để sớm xây lại chùa cho tươm tất, để các sư cô yên tâm tu tập nha. Cảm ơn cả nhà.